Chuyến xe Mybus Your Show số 29 sẽ đón chào hành khách Lê Giang. Dạ, xin chào mọi người. Mybus Your Show. Hãy giờ mới nói một cái là tôi nhớ liền vậy đó. Với những chia sẻ về phim điện ảnh Nhà Bà Nữ và chị em 2 thì Trấn Thành mới nói chị ơi, em sẽ mời chị một vai hơi đặc biệt. Nói về diễn xuất với chị thì diễn cỡ nào chị diễn cũng được. Nhưng riêng về cái thoại á là chị rất là sợ Huy. Nói thoại câu này giờ chị nói vậy, cái chị cũng nói theo câu đó. Nói xong lát nữa nó nhắc kêu chị lặp lại, chị không nhớ gì. Sau cái bộ phim này chị thấy chị tiến bộ rất là nhiều. Cái phim này chị quay tới sáng không à, 6-7 giờ sáng chị mới về tới nhà. Chị về tới nhà thì Lê Lộc con chị nó đi quay. Cứ hai mẹ con gặp nhau, ủa Trinh thì rất là dễ thương, hòa đồng, Ngọc Trinh chịu học hỏi. Những bàn tán về mối quan hệ với Trấn Thành. Thành rất là thương chị mà chị cũng rất là thương Thành. Nhờ có Trấn Thành mà chị Lê Giang mới được cái vai những ngày hôm nay. Tình cảm chị em bên ngoài thân thiết trên phim trường thì Trấn Thành rất là nghiêm khắc. Trấn Thành bỏ tiền ra mấy chục tỷ làm phim, không phải vì tình cảm chị Lê Giang với Trấn Thành thương nhau mà mời chị Lê Giang đâu. Những cột mốc trên con đường sự nghiệp. Chị thấy mọi người lãnh giải, chị nghĩ rằng cuộc đời mình chắc không được cầm những cái cúp như vậy đâu. Còn Phước thì nhắn tin cho chị: mẹ ơi con hãnh diện về mẹ lắm. Và không thể thiếu cuộc gọi thần thánh. Tất cả sẽ có trong Mybus Your Show vào lúc 8:30 tối 6 tháng 2 năm 2023 tại kênh YouTube I Hate TV hoặc theo đường link đã được chúng tôi ghim ở phần bình luận ngay bên dưới video này. Má ơi đừng gà con xa, chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu.